Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video này mình xin chia sẻ với các bạn về kế hoạch tổ chức hội khỏe phù đổng của trường Trung học phổ thông Vị Thanh năm học 2022-2023. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường Trung học phổ thông Vị Thanh, duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu thể dục thể thao trong nhà trường để nâng cao thể chất cho học sinh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường để phục vụ tốt cho phong trào dạy và học trong năm học 2022-2023, chuẩn bị tuyển chọn những học sinh có thành tích cao tập luyện tham gia hội khỏe phù đổng cấp thành phố, tiến tới hội khỏe phù đổng cấp tỉnh. Thời gian thi đấu: buổi sáng 7:30, buổi chiều 14:00. Thi đấu 7 ngày, vào ngày Chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 năm 2022 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022. Khai mạc lúc 7 giờ, ngày 25 tháng 9 năm 2022, Chủ nhật, tại sân trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Dự kiến bế mạc chiều ngày 13 tháng 11 năm 2022 tại trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Địa điểm thi đấu các môn: điền kinh tại khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang, bóng chuyền tại sân trường Trung học phổ thông Vị Thanh, cầu lông, đá cầu tại nhà thi đấu đa năng trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Về cơ cấu giải thưởng: môn điền kinh 6 giải nhất, 3 nam, 3 nữ với 4 nội dung, 6 giải nhì, 3 nam, 3 nữ, 4 nội dung, 6 giải ba, 3 nam, 3 nữ, 4 nội dung. 2. Bóng chuyền, 2 giải nhất, nam, nữ, 2 giải nhì, nam, nữ, 2 giải ba, nam, nữ. Môn cầu lông, 2 giải nhất, nam, nữ, 2 giải nhì, nam, nữ, 2 giải ba, nam, nữ. Môn đá cầu, 2 giải nhất, nam, nữ, 2 giải nhì, nam, nữ, 2 giải ba, nam, nữ. Về khiếu nại về chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, đội trưởng mới có quyền khiếu nại. Các khiếu nại ban trọng tài xử lý tại chỗ. Mọi cá nhân, tập thể vận động viên phải phục tùng các quyết định của ban trọng tài. Khiếu nại về nhân sự, giáo viên chủ nhiệm, đội trưởng mới có quyền khiếu nại. Khiếu nại trước trận đấu, sau khi trận đấu kết thúc mọi khiếu nại xem như không hợp lệ. Về kỷ luật, bất kỳ cá nhân, tập thể vận động viên nào vi phạm điều lệ, quy định của ban tổ chức hội khỏe phù đổng, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến rút quyền thi đấu. Nếu hành vi nghiêm trọng sẽ đưa ra hội đồng kỷ luật nhà trường. Và sau đây xin mời mọi người cùng xem một số đoạn video mà ban tổ chức ghi nhận được trong 2 tuần thi đấu vừa qua với các môn điền kinh, bóng chuyền kể cả nam và nữ. Không leo lề, chạy gần nhất ở phía trong, về đây, đến đây là đích. Được chưa? Trong quá trình chạy. Rồi, nghe nè, do thi đấu này là cự ly trung bình. À, cho nên là các bạn cố gắng là khi chạy chúng ta bỏ khẩu trang ra để hơn chúng ta không hít thở được là nó sẽ dễ cho chúng ta là hít xỉu ha. Phần thôi sẽ cho đều ra được chưa? Rồi thì bạn nữ nó còn có như vậy lên coi. Một là chúng ta một là như vậy, tất cả một là như vậy lên coi coi. Để nó lỏng ra một cách như vậy là rồi thầy nhắc luôn ha, là các bạn lưu ý một điều là gì, không được lên xe ha, mệt quá thì đợi bộ về, không được lên xe rồi nha. Đây hết rồi nha, rồi buộc các bạn buộc lại dây dày cho thầy, buộc các bạn buộc lại dây dày cho thật là kỹ. Rồi tất cả các bạn đứng sát lên, đứng sát lên. Dạ xuất phát, không chậm đâu, dạ xuất phát. Vô tiếp giữa nữa, cho nữa. Dòng lên. Dòng lên nữa, bạn tới đi. Xuất phát đồng hàng mà. Các bạn xuất phát đồng hàng. Để tâm nhất đường, tâm dẫn xuất đầu đi. Đúng qua đuôi nha. Dạ theo em cuối cùng. Cái này nhấp ghi sau đấy. Ở đây.
Bây giờ ai bấm bấm đâu 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 tinh thần cho bấm chị. Rồi các bạn lưu ý là chúng ta sẽ lấy là hai thứ ba thứ hạng đầu, nhất nhì ba, được chưa? Đây tất cả xong chưa, chuẩn bị. Chưa cái tên tham gia chạy vô luôn. Rồi bây giờ các bạn nghe cái thứ nhất nghe nè, đây là cự ly trung bình nha. À, chúng ta xuất phát ở đây, chạy hết một vòng về đây, thêm một vòng nữa về đây là đích. Hai vòng ngày sáu, được chưa? Chúng ta có hai vòng thi đấu, các bạn phân phối sức ra, bạn nào chạy không nổi ha à, thì tự động tách ra ngoài nội bộ, tách ra sát hơn phía ngoài để đường phía gần trong tâm sân người ta chạy thi đấu ha. Và lưu ý một điều nữa là những chúng ta chạy cái liên bình thì do thở nhiều đó nên là không đeo khẩu trang, con nhớ là lắc chạy bỏ khẩu trang ra nghe, để ha phải bỏ sức cái điều bỏ khẩu trang ra, ba vợ con không biết là sinh hoạt khó xỉu bây giờ bỏ khẩu trang ra thi đấu nghe chưa. Rồi trong quá trình thi đấu được chưa, không được leo lên xe, lên xe bằng là lên xe mà vậy thầy phát hiện ngang trang là thầy sẽ có hình thức lực ha. Rồi tất cả lùi một bước, bước đây tiếng là không chơi không được gạch màu trắng, trước bắt đồng hàng nha. Rồi mấy bạn cứ đến trang nó mang cái điện thoại đi bây giờ nè. Rồi các bạn chú ý
Chúng ta lấy ba thứ hàng đầu nha, cố gắng. Được chưa? Rồi, sẵn sàng. Chưa không rồi, chưa không? Chưa không cho thầy.
vô. Bắt tay chưa, bắt tay chưa? Bắt tay chưa, hai bên bắt tay chưa? Đây này, lưu ý nè. Hai đứa coi nhân sự với nhau ơi, coi lớp có lớp đứa nào người lạ vô trong đội không? Nhỏ này quá rồi. Coi đi, có kỹ không gì nói nha. Rồi được rồi, mỗi một đội giống như các đội kia nãy giờ sáng giờ đó, mỗi đội là mỗi một trận đấu là uống một chén hộp 30 điểm nha, kết thúc. Khi mà bóng mà chạm cây vị trí bên sân đây nè, không có chạm cây gì rồi bóng nó dẫn tính trong cuộc hết á, mấy đứa dẫn đang đánh cái cuộc đánh là nó gớt xuống là mình dẫn đánh qua. Đúng rồi, chạm cây dẫn tính nha. 15 điểm là mình sẽ đổi sân, 15 điểm là mình sẽ đổi sân, nữ là khỏi cần xây cầu mà mỗi một bạn sẽ hát cầu một lượt. Thank you.
đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.